Mbappe khiêu khích lão tướng Bỉ sau bàn phản lưới nhà. Tiền đạo Kylian Mbappe chạy đến chỗ Jan Vertonghen và hét lên ăn mừng sau khi trung vệ tuyển Bỉ đá phản lưới nhà giúp Pháp giành chiến thắng 1-0 ở vòng 16 đội Euro 2024 đêm ngày 1 tháng 7. Phút 85 trận đấu, trong nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm của Randal Kolo Muani trong vòng cấm, Jan Vertonghen vô tình phản lưới nhà. Sau khi ăn mừng cùng đồng đội, Kylian Mbappe chạy đến chỗ Vertonghen và hét vào mặt đối thủ để khiêu khích. Trước đó, ở phút 71, Mbappe và Vertonghen tranh cãi sau một tình huống va chạm. Ngôi sao tuyển Pháp cho rằng Vertonghen đã phạm lỗi với mình trong khi trung vệ 37 tuổi của tuyển Bỉ tố Mbappe ngã ăn vạ. Hai cầu thủ lao vào nhau to tiếng trước khi trọng tài đến can thiệp. Sau 4 trận đấu tại Euro 2024, tuyển Pháp ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn đến từ những pha phản lưới nhà của đối thủ. Bàn còn lại được Mbappe ghi từ cú đá phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Ba Lan ở vòng bảng. Chiến thắng trên giúp tuyển Pháp giành vé vào tứ kết. Đối thủ của Mbappe và đồng đội là Bồ Đào Nha, đội vượt qua Slovenia trên chấm luân lưu ở trận đấu diễn ra rạng sáng ngày 2 tháng 7. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.